Theo nhận định trên Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, đã đưa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng viên Đảng Cộng Hòa vào thế phòng thủ tại cuộc tranh luận đầy căng thẳng vào ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương với một loạt công kích về vấn đề giới hạn phá thai, năng lực làm việc và vô số rắc rối pháp lý của ông. Bà Harris dường như đã nhiều lần khiến ông Trump tức giận. Có lúc, bà nhắc đến các cuộc vận động tranh cử của ông Trump làm ông phát cáu bằng cách nói rằng mọi người thường rời đi sớm vì kiệt sức và buồn chán. Đáp lại, ông Trump nói, các cuộc vận động của tôi, chúng tôi có những cuộc vận động lớn nhất, những cuộc vận động đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị. Sau đó ông xoáy vào vấn đề chưa được xác nhận về hành động của những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio của Mỹ đối với thú cưng của các cư dân, nói về sự cực đoan, bà Harris cười đáp. Hai ứng viên có quan điểm đối lập về các vấn đề như nhập cư, chính sách đối ngoại và chăm sóc sức khỏe, nhưng cuộc tranh luận không đề cập nhiều tới các chính sách cụ thể, thay vào đó cách tiếp cận của bà Harris đã thành công đặt sự tập trung vào ông Trump cựu tổng thống mỹ người đã công kích cá nhân bà harris trong nhiều tuần bao gồm cả về vấn đề chủng tộc và giới tính hầu hết tránh những lời gây tổn thương ở những phút giây đầu cuộc tranh luận nhưng sau đó ngày càng trở nên kích động trước sự công kích của phó tổng thống mỹ bà harris nói tôi nghĩ thật là bi kịch khi chúng ta có một người muốn trở thành tổng thống người mà liên tục trong suốt sự nghiệp của mình cố gắng sử dụng vấn đề chủng tộc để chia rẽ người dân mỹ Bên cạnh đó, bà chỉ trích ông Trump về bản án hình sự vì che giấu khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn, cũng như các bản cáo trạng khác của ông và một phán quyết dân sự cho thấy ông phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục. Cựu Tổng thống Mỹ đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời một lần nữa nói rằng bà Harris và Đảng Dân Chủ dàn dựng tất cả các vụ án mà không có bằng chứng. Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng thất bại của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là do gian lận. Còn 8 tuần nữa, cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2024 sẽ diễn ra. Hiện tại còn ít ngày là đến ngày bỏ phiếu sớm tại một số tiểu bang. Cuộc tranh luận vào ngày 11 tháng 9 tạo ra cơ hội và cả rủi ro cho các ứng viên khi được truyền hình trực tiếp trước hàng chục triệu cử tri. Theo Reuters, cuộc so găng này đặc biệt quan trọng đối với bà Harris bởi các cuộc thăm dò cho thấy hơn một phần tư cử tri tiềm năng cảm thấy họ không biết đủ thông tin về bà. Được biết, bà mới tham gia cuộc đua vào nhà trắng cách đây 7 tuần sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng chiến dịch tranh cử. Các cuộc tranh luận không chắc sẽ làm thay đổi suy nghĩ của cử tri nhưng có thể thay đổi được động lực của cuộc đua. Trong một cuộc tranh luận có thể lại thu hẹp xuống còn hàng chục nghìn phiếu bầu ở một số ít tiểu bang, ngay cả một thay đổi nhỏ trong dư luận cũng có thể thay đổi kết quả. Theo số liệu trung bình của các cuộc thăm dò do New York Times tổng hợp, ông Trump và bà Harris về cơ bản là ngang nhau ở bề bang chiến địa của khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 5 tháng 9 tại câu lạc bộ kinh tế New York. Ông Putin ủng hộ bà Kamala Harris và tôi không biết liệu mình có nên gọi cho ông ấy để cảm ơn hay không. Tôi không biết phải nói gì về điều này Tôi không biết ông ấy đang xúc phạm hay đang giúp tôi. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng Tổng thống Nga nên hạn chế đưa ra lời bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, như đã đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức ở thành phố Vladivostok, Nga, ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, Đài RT đưa tin. Ông Putin nói rằng ông ngưỡng mộ tiếng cười lan tỏa của bà Harris và ông tôn trọng sự lựa chọn của tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi ông Biden ủng hộ bà Harris làm người tiếp ngọn đuốc tranh cử. Ông Putin đồng thời cho rằng thái độ tích cực của bà cho thấy bà có thể sẽ không áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga như cựu tổng thống Trump từng làm. Ông Putin cho biết ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh hạn chế đối với Nga hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào trong lịch sử. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Moscow không có quyền chọn người được yêu thích trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì đó là nhiệm vụ của cử tri Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ công bố kế hoạch ngăn Nga can thiệp cuộc bầu cử 2024, hạn chế điện Kremlin, sử dụng phương tiện truyền thông và trang tin giả để tác động cử tri. Kế hoạch này bao gồm lệnh trừng phạt, cáo trạng và tịch thu tên miền, những website được quan chức Mỹ cho là điện Kremlin sử dụng để phát tán thông tin tuyên truyền và sai lệch về Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nêu chi tiết những hành động do Bộ Tư pháp thực hiện bao gồm việc truy tố hai nhân viên người Nga của đài RT. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Konstantin Kalashnikov và bà Elena Afanasyeva đã tài trợ điều hành một công ty sản xuất tại bang Tennessee của Mỹ. Công ty này đã xuất bản các video tiếng Anh trên các nền tảng mạng xã hội nhằm làm gia tăng chia rẽ trong nước Mỹ. Ông Garland cho biết, người dân Mỹ có quyền được biết khi thế lực nước ngoài tham gia vào hoạt động chính trị hoặc tìm cách tác động đến diễn ngôn công cộng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra phần thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ đối với thông tin liên quan đến can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Bộ này thông tin thêm, họ đang tìm kiếm thông tin về nhóm Russian Angry Hacker Did It hay ra Năm 2016, cơ quan tình báo Mỹ bất ngờ trước nỗ lực từ Nga nhằm tác động đến cuộc bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử sau đó, quan chức tình báo Mỹ chỉ trích mạnh mẽ nỗ lực của Nga, Trung Quốc và Iran. Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của Washington cho rằng Moscow nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Cho đến nay, sự kiện so tài hùng biện trên truyền hình vào 21 giờ tối ngày 10 tháng 9 giờ Mỹ, 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9 giờ Việt Nam là cuộc đối đầu trực tiếp duy nhất được liên lịch giữa ông Trump và bà Harris. Theo một số chuyên gia, đây có thể là khoảnh khắc then chốt trong sự nghiệp chính trị của Phó Tổng thống Harris Ứng viên được Đảng Dân Chủ chọn thay Tổng thống Joe Biden đấu chung kết vào Nhà Trắng với ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Màn thể hiện lép vế của ông Biden trước ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên Tổng thống vào cuối tháng 6 đã dấy lên làn sóng gây áp lực trong Đảng Dân Chủ, dẫn đến việc Tổng thống sắp mãn nhiệm rốt cuộc phải rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Mặc dù bà Harris đã giữ chức phó tổng thống hơn 3 năm và là ứng viên tổng thống được 7 tuần, nhưng bà vẫn là một ẩn số đối với nhiều người Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây của tờ New York Times cho thấy 28% cử tri đăng ký đi bỏ phiếu vào tháng 11 tiết lộ họ cần biết thêm về nữ chính khách đến từ bang California này. Tương tự, phần lớn các cuộc khảo sát gần đây, cuộc thăm dò dư luận trên phản ánh tổng tuyển cử năm nay sẽ rất gây cấn, với sự chia rẽ nghiêm trọng trong chính trường và các cử tri, cả trên toàn quốc và ở những bang chiến địa then chốt. Thực tế càng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tỉ thí giữa ông Trump và bà Harris vào tối ngày 10 tháng 9, khi ngay cả những thay đổi nhỏ trong tâm trạng của các cử tri cũng có thể tạo nên khác biệt giữa chiến thắng và thất bại cho các ứng viên. Đối với bà Harris, sự kiện tranh luận trực tiếp do đài ABC tổ chức ở Philadelphia, bang Pennsylvania, sẽ mang đến cơ hội cho bà bộc lộ rõ nét hơn về bản thân trước hàng chục triệu khán giả trong sự công kích mạnh mẽ từ đối thủ Trump. Giới quan sát nhận định Cơ hội này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu bà Harris tự định vị bản thân và các quan điểm của mình theo những cách gây tổn hại đến triển vọng thắng cử. Theo BBC, bà Harris trước đây từng phải chật vật trả lời những câu hỏi gai góc dưới áp lực. Việc nữ chính khách miễn cưỡng tham gia các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông trong những tuần đầu tiên của chiến dịch vận động tranh cử đã khiến bà bỏ lỡ phần nào cơ hội trao dồi lập luận. Mặc dù bà Harris đã cố gắng thể hiện mình là ứng cử viên thay đổi trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024, nhưng dưới quan sát tim, những người điều phối cuộc tranh luận và ông Trump có khả năng sẽ gây sức ép buộc bà phải bảo vệ thành tích của chính quyền Biden, đặc biệt trong những lĩnh vực mà cử tri tỏ ra không hài lòng với Đảng Dân chủ, chẳng hạn như vấn đề an ninh biên giới và lạm phát. Phó tổng thống cũng sẽ phải giải thích lý do tại sao bà từ bỏ một số chính sách mang thiên hướng tự do hơn mà bản thân từng theo đuổi trong nỗ lực giành tấm vé đại diện tranh cử của Đảng Dân chủ thất bại năm 2020. Gần đây, bà Harris đã rút lại lập trường về lệnh cấm khai thác khí đá phiến, phi hình sự hóa việc vượt biên và quốc hữu hóa bảo hiểm y tế. Bà giải thích những thay đổi này phản ánh bối cảnh mới, nhưng một số cử tri có thể coi đó là động thái xuất phát từ lợi ích chính trị. Đối với ông Trump, cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để giành lại thế chủ động trong chiến dịch tranh cử sau một tháng đảng Dân Chủ cùng với ứng cử viên mới và đại hội toàn quốc của đảng thống trị truyền thông. Trước đây, cựu Tổng thống đã chứng minh có khả năng trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành tâm điểm chú ý, đặt ra các điều kiện tranh luận chính trị, khiến các đối thủ của ông mất cân bằng và đưa các vấn đề như nhập cư và thương mại, nơi lập trường của ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng, lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận chính trị. Tuy nhiên, cựu Tổng thống cũng đối mặt những thách thức tiềm ẩn trong cuộc so găng đầu tiên với bà Harris. Theo giới quan sát, phần thể hiện của ông Trump trong cuộc tranh luận hồi tháng 6 với Tổng thống Biden ít bị chỉ trích, vì đối thủ của ông đôi khi mắc lỗi vạ miệng nghiêm trọng. Bà Harris chắc chắn sẽ là đối thủ trẻ tuổi hơn và có kinh nghiệm nhiều năm làm công tố viên, nên các câu trả lời của ông Trump cần phải sắc sảo hơn. Tại một diễn đàn kinh tế ở New York tuần trước, ông Trump đã không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho các chính sách của mình về chăm sóc trẻ em. Những phát biểu bị đánh giá quanh co như vậy trong lúc so tài hùng biện sẽ cung cấp cho đảng Dân Chủ thêm căn cứ để công kích ông. Ông Trump cũng phải cẩn trọng khi so tài hùng biện với phó tổng thống, nữ ứng viên tổng thống thứ hai, nhưng là nữ ứng viên da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Nếu ông tỏ ra hống hách hoặc hạ thấp, ông có thể làm tổn hại thêm sự ủng hộ vốn đã yếu ớt của các cử tri nữ dành cho mình. Về cơ bản, hai ứng viên đã sử dụng những cách thức khác nhau rõ rệt để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng tối ngày 10 tháng 9. Phó tổng thống Harris đã ở Pittsburgh, cách Philadelphia vài giờ lái xe về phía đông, để cùng các cố vấn tổ chức những cuộc tranh luận giả định và xem xét các đề xuất chính sách của bà. Động thái này cũng cho phép bà vận động tranh cử và hưởng lợi từ việc đưa tin của các phương tiện truyền thông địa phương tại Pennsylvania, bang chiến địa lớn nhất và quan trọng nhất trong tổng tuyển cử. Trong khi đó, ông Trump, chính khách đã tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên trong cả ba cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp, đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận không chính thức hơn, bao gồm cả việc tái nhắc lập trường của mình về các vấn đề then chốt. Tuần trước, Ông đã tham gia một cuộc đối thoại với cử tri do kênh truyền hình cáp Fox News tổ chức. Cuộc tranh luận sắp tới được kỳ vọng có thể cho thấy rõ sự tương phản về phong cách cũng như quan điểm chính trị của ông Trump và bà Harris. Mặc dù ngày tổng tuyển cử quốc gia là ngày 5 tháng 11, nhưng quá trình bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào tháng này tại một số bang chiến địa quan trọng, bao gồm cả Pennsylvania. Vì vậy, trong khi cuộc tranh luận này có thể giúp thiết lập môi trường chính trị cho hai tháng cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để hai ứng cử viên tiếp cận một số cử tri ở các tiểu bang mà mọi lá phiếu đều quan trọng. Hôm 9 tháng 9, tờ Washington Post đưa tin, nhóm của bà Harris đã để một nhân vật lâu năm của Đảng Dân chủ, đóng vai ông Trump trong các tập luyện tranh luận. Theo kế hoạch, bà Harris và ông Trump sẽ có cuộc đối đầu tranh luận đầu tiên vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ, sự kiện do ABC News tổ chức. Tờ Washington Post cho biết bà Harris đã ít xuất hiện trước công chúng trong những ngày gần đây. Thay vào đó, bà dành phần lớn thời gian tại trại tranh luận chuyên sâu ở khách sạn Omi William Penn ở Pittsburgh. Các trợ lý của bà được cho là đã tạo ra một bối cảnh giả mô phỏng bố cục của phòng tranh luận và tuyển một nhân vật kỳ cựu đóng vai ông Trump để tung ra những lời chỉ trích gay gắt cùng những bình luận xúc phạm để Phó Tổng thống mất nhiều giờ trả lời các câu hỏi đã được tập dượt. Người thay thế ông Trump là ông Philip Dance, một trợ lý lâu năm của bà Hillary Clinton. Ban đầu, ông Dance được tuyển vào vai là thượng nghị sĩ Z.D. Vance khi bà Harris chuẩn bị đối đầu với ông Vance trong cuộc tranh luận của phó tổng thống, trước khi tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Washington Post cho hay, giờ đây khi bà Harris đã lên vị trí cao nhất và sẽ đối đầu với ông Trump, ông Dent chuyển sang đóng vai trò cựu tổng thống Mỹ, đảm nhiệm lại vai trò mà ông từng làm trong quá trình bà Clinton chuẩn bị tranh luận vào năm 2016. Trái lại theo Washington Post, ông Trump đã dành phần lớn thời gian cuối tuần tại câu lạc bộ golf ở Bedminster, New Jersey. Theo các cố vấn, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa không muốn bị công chúng cho rằng ông đang tập luyện trước buổi tranh luận với bà Harris, bởi ông Trump coi các cuộc vận động tranh cử và phỏng vấn là sự chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện tranh luận. Hồi tháng 6, ông Biden đã có màn tranh luận lúng túng trước ông Trump, sau đó ông Biden tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng và ủng hộ bà Harris thay thế. Cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris sẽ tham gia tranh luận trên ABC News vào 21 giờ ngày 10 tháng 9, tức 8 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Theo ABC News, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận theo tiêu chí được thiết lập và cả hai bên đều chấp nhận quy tắc tranh luận. Cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút và có hai lần nghỉ quảng cáo, được điều hành bởi hai người điều phối Người dẫn chương trình David Mui và Lindsay Davis, đây cũng là người duy nhất đặt câu hỏi. Cuộc tranh luận không có khán giả trong phòng. Mỗi ứng viên được phát bút, tập giấy trắng và chai nước. Hai người không được phép mang theo đạo cụ hoặc giấy nhớ đã viết lên bục tranh luận. Ông Trump và bà Harris sẽ có 2 phút trả lời câu hỏi của người điều phối, 2 phút phản biện và thêm 1 phút để làm rõ hoặc phản hồi lại. Ứng viên không được phép đặt câu hỏi cho nhau và không được tương tác với nhân viên chiến dịch của mình trong lúc nghỉ giải lao khán phòng tranh luận sẽ không có khán giả đáng chú ý nhất là micro của ứng viên chỉ được bật khi người này tới lượt phát biểu chiến dịch tranh cử của ông trump và bà harris từng tranh cãi về vấn đề này chiến dịch tranh cử của phó tổng thống mỹ harris thúc đẩy việc sử dụng micro trực tiếp với lý do nó sẽ cho phép hoàn toàn cuộc trao đổi thực chất giữa các ứng cử viên trong khi đó chiến dịch tranh cử của ông trump thúc đẩy việc tắt micro Chiến dịch của bà Harris vào ngày 4 tháng 9 nói rằng mặc dù đồng ý với quy định, họ sẽ bị bất lợi bởi hình thức này vì nó sẽ giúp bảo vệ Donald Trump trước các cuộc trao đổi trực diện với phó tổng thống. Trong diễn biến liên quan, cựu tổng thống Donald Trump và đảng của ông đã huy động được 130 triệu đô la Mỹ trong tháng 8 và kết thúc tháng này với 295 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong quỹ. So với mức của tháng 7, hoạt động gây quỹ trong tháng 8 yếu hơn một chút khi chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ tính đến cuối tháng 7. Chiến dịch tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay, còn bên phía bà Harris vẫn chưa công bố số liệu gây quỹ chính thức của Đảng Dân chủ trong tháng 8. Trong tháng 7, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố rằng họ đã huy động được tổng cộng là 310 triệu đô la Mỹ. Sự thăng tiến của bà Harris đã tiếp thêm sinh lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, vốn nghi ngại về cơ hội của Tổng thống Joe Biden do vấn đề tuổi tác và sức khỏe. Donald Trump nói Kamala Harris là người có nhiều khiếm khuyết và Mỹ không cần thêm một Tổng thống như vậy, ám chỉ ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 30 tháng 8 nói tại hội nghị thường niên Mom for Liberty tổ chức phi lợi nhuận theo phe bảo thủ đề cập Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Việc bà ấy không thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn khiến tôi ngạc nhiên, song có lẽ bà ấy không giỏi làm việc đó. Ứng viên Cộng hòa nhận định, ám chỉ Tổng thống Mỹ Joe Biden, mọi người đều đang theo dõi và thấy bà ấy là người nhiều khiếm khuyết, chúng ta không cần một người nhiều khiếm khuyết nữa làm Tổng thống Mỹ. Ông Biden tháng trước tuyên bố ngừng tranh cử và ủng hộ bà Harris làm ứng viên thay thế sau khi thể hiện đáng thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Trump hồi tháng 6 ông trump mỉa mai rằng ông biden đã thể hiện sự minh mẫn trong cuộc tranh luận đồng thời phàn nàn về việc phải chi hàng triệu usd để công kích nhầm người trong đại hội toàn quốc đảng cộng hòa rnc ở milwaukee ông biden tuyên bố rút lui chỉ vài ngày sau khi rnc kết thúc bà harris và ông biden chưa đưa ra bình luận cựu tổng thống trump đã nhiều lần công kích cá nhân bà harris kể từ khi phó tổng thống mỹ được ông biden ủng hộ làm ứng viên đảng dân chủ bà harris cùng phó tướng tim wan hôm 29 tháng 8, tham gia cuộc phỏng vấn của hãng tin CNN. Đây là lần đầu tiên bà nhận lời phỏng vấn kể từ khi tranh cử, trong bối cảnh đang chịu sức ép phải làm việc này. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris đã giải thích về nhiều vấn đề chính sách của mình, công kích đối thủ Trump và tri ân Tổng thống Biden. Tại cuộc vận động tranh cử trước đó ở bang Pennsylvania vào ngày 30 tháng 8, ông Trump cũng đề cập đến cuộc phỏng vấn của bà Harris. Mọi người có nhìn thấy bà ấy trên truyền hình tối qua không? đây sẽ là tổng thống của đất nước chúng ta sao tôi không nghĩ vậy ông nói cựu tổng thống mỹ cũng chỉ trích danabas người thực hiện cuộc phỏng vấn cho rằng người dẫn chương trình của cnn luôn đối xử tốt với đảng dân chủ tôi nghĩ đây là một cuộc phỏng vấn yếu kém khi nhìn từ góc độ của cnn cnn nên tự cảm thấy xấu hổ ứng viên cộng hòa tuyên bố trump và các đồng minh chỉ trích cnn vì đã ghi hình trước chứ không phát sóng trực tiếp điều họ cho là cách để cnn che đậy các sai sót có thể xảy ra của bà Harris. CNN nói rằng họ đã phát sóng toàn bộ cuộc phỏng vấn, không cắt nối video. Theo tờ Guardian của Anh, vào ngày 9 tháng 9, Ban Quản lý Chiến dịch Vận động tranh cử của ông Trump đang băn khoăn không biết ông Trump sẽ vui vẻ hay tức giận khi ra tranh luận với đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris cuộc tranh luận dự kiến phát trên truyền hình giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris vào tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương được xem là diễn ra vào thời điểm then chốt trong chiến dịch tái khởi động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tờ Guardian cho biết các cố vấn của ông Trump coi cuộc tranh luận này là cơ hội tốt nhất để lấy lại động lực sau nhiều tuần ông Trump ít lên sóng truyền thông. Mối lo ngại của họ là ông Trump có thể không kiềm được sự tức giận trong cuộc tranh luận. Nếu ông Trump thất vọng trên sân khấu, điều đó có thể dẫn đến những lời chỉ trích cá nhân nhằm vào bà Harris như những gì xảy ra gần đây. Những chỉ trích này ngày càng cực đoan tới mức khiến một số người ủng hộ ông Trump không hài lòng. Các nguồn tin của tờ Guardian tiết lộ Ban Quản lý Chiến dịch Vận động tranh cử của ông Trump đang nỗ lực thuyết phục để ông không lặp lại những bình luận về nguồn gốc chủng tộc của bà Harris hoặc những bình luận kỳ thị phụ nữ. Việc các cố vấn cấp cao của ông Trump kỳ vọng vào chiến thắng trong cuộc tranh luận với bà Harris phản ánh tình thế khó khăn đối với ông Trump và chiến dịch tranh cử khi phải tìm cách tấn công bà Harris chỉ chưa đầy hai tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống. Tờ Guardian nhận định trong khi ông Trump và người đồng hành tranh cử z Vance vướng phải nhiều vấn đề tiêu cực trong những ngày qua, bà Harris được Đảng Dân Chủ đón nhận nồng nhiệt khi chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Guad làm pháo tướng. Điều này củng cố ý tưởng rằng bà Harris đang lãnh đạo một đảng dân chủ, đoàn kết và trẻ hóa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ông Trump là một đối thủ khó chịu và đã tìm cách chiếm lợi thế trước các đối thủ vào năm 2016 và năm 2020 bằng một loạt tuyên bố gây tranh cãi. Tại cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9, chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể truyền tải đến khán giả toàn quốc những quan điểm chỉ trích bà Harris về chính sách, bao gồm cáo buộc bà Harris cho phép làn sóng người nhập cư bất hợp pháp và không chấn áp tội phạm.